Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái con Dell Rexon R3930 Rex. Cái con này nó là con buộc tay sần nha. Cái con này là không phải server, nó sẽ sử dụng đồ họa để thiết kế đồ họa và những công việc. Đây là những cái con HP của tay sần dạng Tower. Đây là Tower Dell của tay sần. Đây là Rex Dell Rex của tay sần. Rex này Rex 1U. Vì sao sử dụng Rex? Tại vì có những khách hàng người ta không muốn ngồi trực tiếp trên cái máy này, mà người ta ngồi từ xa, thì tất cả những con này sẽ lưu trữ để trên cái tổ và truy xuất từ xa tới, xử lý dữ liệu từ xa. Tôi có thể, cái thằng kiến trúc sư hay kỹ sư có thể đi ra ngoài dùng cái iPad có thể kết nối vô để render hay là xử lý ở trên con server này. Thì mình ở đây mình sẽ giới thiệu luôn Rex 1U. Cái con này nó hỗ trợ bộ xử lý Intel Xeon series 22 00 series, và nó hỗ trợ RAM lên tới 128GB RAM. RAM này là RAM UDIM. Rồi hỗ trợ 4 ổ cứng 250 và hai cái ổ cứng M2 NVIDIA tốc độ cao PC test mà kiểu dạng hỗ trợ cặp màn hình RTX từ quạt P620 cho đến RTX 8000 đối với những con như thế này. Và nó đó, ok, đấy là cái chính. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái phía trước của con này. Thì phía trước thì nó có cái cái tên của cái máy, model máy đây, và bốn cái ổ cứng 2.5 inch. Thì mặc định là cái ổ cứng của nó là một tay rồi, bốn ổ là dạng hot wire luôn nha. Có nghĩa là khi mà cái con workstation này mà đang chạy mà nó hư ổ cứng thì có thể rút ổ cứng ra thay ổ cứng khác. Bốn ổ cứng 2.5 inch, một cổng mic tai nghe gắn cho tai nghe và cổng Type C, hai cổng USB và cái khe gắn thẻ nhớ power. Rồi mình xem phía sau xem là nó có những cái gì. Phía trong là hỗ trợ hai nguồn redundant, hai cái nguồn là 550W, hai nguồn 550W. Đây, ở chế độ chờ hỗ trợ hai cổng, một cổng là 1GB và một cổng là 10GB tốc độ cao 10GB nha. Cổng com để dành cho công nghiệp. Cái cổng này là cái cổng gì thì mình chưa có biết. Hai cổng Type C. Đây là có, nó gắn được, hỗ trợ được ba cái khe mở rộng. Bây giờ mình sẽ mở cái con này ra. Mở ra thì mình nhìn từ phía trên lên. Mình nhìn phía trên nó sẽ có 1, 2, 3, 4 khe phía trước để đẩy cái luồng gió ra phía sau, tại vì sẽ có một cái vega gắn được ngay chỗ này nữa, hỗ trợ thêm một cái vega gắn được này. Nó sẽ đẩy luồng gió và nó sẽ tối ưu cái bộ RAM với bộ xử lý. Đây là cái ba, bên đây có ba cái fan. Ba cái fan này nó sẽ làm mát cái vega. Bên đây là gồm một cái fan. Khi mà update lên một con cái nguồn nữa thì cái bộ nguồn của cái dòng này nó sẽ bắt buộc là một cái nguồn và một cái fan. Fan nhỏ ở đây nữa. Là nó đi theo. Rồi ok, mình sẽ nhìn phía trong. Đây là cái cạc RTX 4000. Gắn RTX 4000. Đây luôn. Phía trong đây có gồm hai cái cổng M2 NVIDIA. Có thể gắn được cái OS để chạy tốc độ cao. Mình thấy cái chỗ này đây. Một khe và bên đây một khe nữa là hai khe. Thì đối với cuộc tay sần là cái NVIDIA, cái khe mà PC test và dạng M2 là rất là quan trọng. Bắt buộc phải có. Tại vì nó chạy rất là nhanh, OS chạy rất là nhanh. Rồi, ok, mình nhìn thấy thì nó chỉ sơ sơ như thế thôi. Để hôm nào mình sẽ đánh giá hiệu năng của nó xong.